Chúng tôi giới thiệu hôm nay là Jimny, một biểu tượng của dòng xe vượt địa hình đích thực. Jimny được biết đến với khả năng vận hành mạnh mẽ và mang đến trải nghiệm off-road đích thực. Chiếc xe này còn sở hữu khả năng bám đường đáng kinh ngạc và tính cơ động tuyệt vời, giúp bạn dễ dàng vượt qua mọi địa hình. Nhờ có khung gầm dạng hình thang chắc chắn và hệ dạng đòn bóng bánh cho phép Jimny thực hiện những chuyến phiêu lưu trên bất cứ địa hình nào, từ đường mòn núi đá đến con cát sa mạc. Ngoài ra, với bán kính quay và nhỏ, Jimny có thể xoay sở dễ dàng trong những con hẻm chật hẹp hay khi gặp ùn tắc giao thông trong đô thị. Jimny được những người đam mê địa hình và những tay lái ưa mạo hiểm trên khắp thế giới yêu thích nhỏ đồ bền bỉ và thiết kế mang tính biểu tượng. Động cơ uy lực và công nghệ tiên tiến được tích hợp trong thang xe khiến Jimny vượt lên trên cả một chiếc ô tô đồng thoảng, trở thành một đối tác mạnh mẽ, cân bằng đường đầu với mọi thử thách và cũng là người bạn đồng hành mở ra cánh cửa cho những cuộc phiêu lưu mới. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến Jimny và trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng người hâm mộ Jimny trên toàn thế giới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn. Và xin được cảm ơn những lời chia sẻ đến từ ông Takahara. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay lúc này để quý vị có thể hiểu rõ hơn về Suzuki Jimny, xin kính mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe những chia sẻ đến từ kỹ sư trưởng ông Hiroyuki Yonezawa, người có đóng góp rất lớn cho việc sản xuất mẫu xe Suzuki Jimny. Chiếc Jimny phiên bản mới này được phát triển để tạo ra một khái niệm mới về chiếc xe 4-wheel drive nhỏ gọn, mang tính thẩm mỹ không chỉ về chức năng mà còn cả về khả năng vượt địa hình kinh ngạc, khám phá mọi ngóc ngách của thế giới. Kể từ khi ra mắt phiên bản đầu tiên vào năm 1970, Jimny đã trở thành chiếc xe off-road nhỏ nhất và bền bỉ nhất trên thế giới với công nghệ 4-wheel drive chính hãng. Chiếc Jimny này có khả năng vượt qua các cung đường mà những xe lớn không thể tiếp cận được, và có thể di chuyển qua bất cứ môi trường khó khăn, khắc nghiệt nhất mà tất cả phương tiện nào cũng phải sợ hãi. Trong quá trình phát triển xe, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn các người dùng chuyên đi off-road để hiểu rõ các nhu cầu của họ. Cùng với đó, đội ngũ chúng tôi cũng cho những người đã sử dụng qua các phiên bản trước của chiếc Jimny này lái thử. Từ đó, dựa vào những phản hồi cũng như các bình luận của họ, chúng tôi có thể cải thiện hơn cho chiếc xe được mệnh danh là ông vua địa hình này. Xe được trang bị với các đặc điểm như khung gầm hình thang, hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian với chế độ cầu chậm và hệ thống treo trục cứng. Tất cả đều được kế thừa và nâng cao để làm gia tăng hiệu suất, thoải mái cũng như duy trì sự ổn định khi lái xe. Xe Jimny được thiết kế mới từ mọi khía cạnh, tạo ra cho người lái một cảm giác đáng tin cậy và có thể dễ dàng xoay sở ở mọi nơi, phục vụ được tất cả nhu cầu của người dùng, có thể kể đến như là đi chơi, đi làm hoặc đi cắm trại. Xe được thiết kế với triết lý rằng không chỉ đẹp về ngoại hình, Jimny còn có thể làm thỏa mãn bất kỳ vị khách hàng khó tính nào. Với thiết kế hình chữ nhật cùng với khoảng gầm cao, chiếc Jimny có thể cung cấp cho chủ nhân của nó một góc nhìn toàn diện xung quanh xe. Về phần nội thất, xe được thiết kế với sự ưu tiên về tính thực dụng, cung cấp đầy đủ tính năng trong từng chi tiết nhỏ. Có rất nhiều những yếu tố thiết kế từ những phiên bản tiền nhiệm quyền thoại đã được kế thừa và nâng cấp, tạo ra một vẻ dáng độc nhất vô nhị cho chiếc Jimny. Như vậy, có thể kết luận rằng phiên bản hoàn toàn mới này được sáng tạo một cách chỉnh chu và vẫn giữ cho mình được những nét cổ điển đặc trưng.
Tay Jimny phiên bản mới được trang bị đầy đủ các tính năng, thiết bị mà các fan hâm mộ yêu thích. Nó được thiết kế để trở thành phiên bản tốt nhất trong lịch sử của chiếc xe Jimny. Xe Jimny, ông vua địa hình, được tạo ra để vượt qua mọi kỳ vọng của khách hàng. Quý vị thân mến, hy vọng qua những chia sẻ của kỹ sư trưởng, quý vị cũng đã có thể hiểu rõ hơn phần nào về tinh thần cốt lõi của Suzuki Jimny. Và ngay lúc này đây, tôi xin trân trọng giới thiệu lên sân khấu ông Hosoya Suzuki, trưởng phòng phát triển sản phẩm đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki, sẽ tiến về khu vực sân khấu để giới thiệu về các thông tin đặc biệt và trải nghiệm khách hàng mẫu xe Suzuki Jimny. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin chào quý vị. Đầu tiên tôi xin cảm ơn quý đơn vị báo chí cùng quý khách hàng đã quan tâm tham dự và theo dõi sự kiện ra mắt ngày hôm nay. Tôi là Hosoya Shunsuke, trưởng phòng phát triển sản phẩm. Thật ra là khoảng một tuần trước, tổng giám đốc của tôi đột nhiên khuyến khích tôi nên phát biểu bằng tiếng Việt. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức học tiếng Việt trong một tuần. Tuy nhiên vì phát âm khó nên rất mong quý vị thông cảm nếu có đoạn nào không hiểu. Thank you. Ngày hôm nay tôi rất vinh dự khi được giới thiệu mẫu xe Jimny, niềm tự hào của thương hiệu Suzuki. Jimny được yêu thích trên toàn thế giới với hơn 3 triệu khách hàng, gấp 8 lần doanh số của thị trường ô tô Việt Nam trong một năm. Sau dễ, Jimny được khách hàng tin tưởng và yêu thích đến vậy là vì chúng tôi cung cấp không chỉ đơn thuần một chiếc xe hay phương tiện đi lại. Jimny đem đến cho khách hàng những trải nghiệm duy nhất là mẫu xe 4x4 toàn túy. Jimny trang bị hướng gầm rồi hình tam kèm tăng chiều X và hai thang ngang hỗ trợ. Từ đó giúp cho xe có độ chịu xoắn tốt hơn. Tôi xin phép giới thiệu video Jimny chạy trên cung đường Lai Tử tại nhà máy Việt Nam Suzuki với Yoc Nhiên. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống treo cao cứng và liên kết với lò xo cho cả phía trước và phía sau. Nhờ đó, thuận tiện khi khách hàng di chuyển ở các cung đường gồ ghề, bắp bên chẳng hạn như Đà Lạt hay các dãy núi Tây Bắc. Khi một bánh xe gặp chướng ngại vật, hệ thống treo sẽ ép bánh xe còn lại xuống mặt đường để tăng khả năng bắn đường và giúp xe dễ dàng vượt qua chướng ngại vật. Đồng thời, điều làm cho mẫu xe này có khả năng vượt địa hình, không thể không kể đến các gốc kỹ thuật của xe. Xe có gốc thoát lên đến 49 độ, và gốc bột điện dốc là 28 độ, và gốc tối là 37 độ. Và khoảng sáng gầm xe là 210mm. Vì vậy, Jimny dễ dàng vượt qua New York đường cao, vốn là điều các mẫu xe khác khó có thể làm được. Và đưa khách hàng chinh phục như vùng đất mới, đây là hình ảnh thực tế Jimny đã vượt qua dốc cao tại cung đường Lai Tử. Bởi các gốc kỹ thuật của xe, Jimny vượt qua dốc toàn lời mà không lo ngại ảnh hưởng đến gầm xe. Với đặc điểm vùng núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ Việt Nam, Jimny phát huy được thế mạnh với tính năng khối hàng ngàn dốc và hỗ trợ độ dốc. Đây là hình ảnh Jimny khi độ dốc ở chế độ bốn lạ. Lúc này, người lái không cần đập phanh và chăn ga mà vẫn đảm bảo an toàn.
hiệu suất off-road của Germany có thể được chứng minh qua tính năng dẫn động bom bánh bằng thời gian với chế độ cao chậm. Germany lần trước được đa dạng địa hình từ băng phẳng, gồ ghề, hô vườn, dốc cao, bằng khăn linh hoạt chuyển đổi giữa ba chế độ. Hai hát một cầu nhanh, bốn hát hai cầu nhanh. Và bốn là hai cầu chạm. Bởi các địa hình lôi lõm, phần giả lập vì sai hạn chế chốt LSD, Germany sẽ khéo léo khóa hai bàn chốt và phân bổ lực kéo cho hai bàn còn lại để xe vượt qua hố dễ dàng. Nobody but Germany mang ý nghĩa không có mẫu xe nào khác có thể mang đến trải nghiệm độc nhất như Germany. Germany không chỉ nổi bật với khả năng off-road mà cũng là một phương tiện đặc biệt. Theo sở thích và phong cách cá nhân cho khách hàng với khả năng tùy chỉnh không giới hạn. Với ngôn ngữ thiết kế độc đáo, tạo dáng hiện học. Cùng chín lựa chọn về màu sắc gồm một và hai tông màu. Một tông màu là xanh lều, đen, bạc và xám, trắng, trắng ngọc cháy. Và hai tông màu là vàng đen, trắng ngà đen và xanh đen.